Bộ đội Bình Xuyên, tác giả Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Trương, Hồ Khang, giọng đọc Hải Yến, số 11. Nắm được âm mưu của địch, sau khi trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, thay mặt lực lượng võ trang khu 7, Nguyễn Bình gửi thư tới đại diện các đảng phái, đề nghị chuyển chương trình nghị sự của hội nghị là thành lập Mặt trận Quốc gia Liên minh sang thành lập Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, mặt trận mà Chính phủ Trung ương vừa quyết định tổ chức ở Nam Bộ. Đề nghị này bị chúng bác bỏ. Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ ra quyết định giải tán hội nghị. Kế hoạch của phòng nghị pháp cũng theo đó tan vỡ. Nhưng địch chưa từ bỏ âm mưu. Chúng tổ chức điều tra, tìm cách khai thác những nhược điểm sơ hở nằm trong tính cách can trường, giản dị, máu mạo hiểm Mã Thượng như một anh hùng hào hớn của ông. Vào thời gian này, ở ngoại ô phía Tây Sài Gòn và quân khu Đông Thành, thường xuyên có lực lượng của chi đội 4 hoạt động. Chi đội trưởng chi đội 4 Huỳnh Văn Chí, vốn có quan hệ mật thiết với khu bộ trưởng, được Nguyễn Bình tin tưởng. Lợi dụng mối quan hệ này, một đồ đệ của Mười Chí là Sáu Setien được chỉ thị của phòng nhì pháp thực hiện kế hoạch. Sáu Setien tên thật là Sáu Thâu, có người thân con cô con cậu, hiện là chuẩn úy biệt kích mà phòng nhì điều về phụ trách ban do thám số 2 thuộc Bộ Tham mưu Tổng hành dinh 7 Viễn. Sáu Setien bí mật tới Rồng Dinh gặp riêng Nguyễn Bình báo cáo. Y có biết điểm trú náu của hai đơn vị ly khai kháng chiến do Nguyễn Thành Long, Bùi Hữu Việt chỉ huy. Đa số cán bộ chiến sĩ trong hai đơn vị hết sức bất bình với chỉ huy, đang mong mỏi được gặp Nguyễn Bình để báo cáo kế hoạch trong ngoài phối hợp nhằm tước khí giới của những phần tử phản loạn bắt chỉ huy hai đơn vị này. Cuối cùng, Sáu Septian tình nguyện làm người dẫn đường cho Nguyễn Bình đến gặp họ tại địa điểm chuẩn bị. Địa điểm đó là ngôi chùa Thạnh Lợi trong quân khu Đông Thành. Chùa nằm trên một đồi đất bên rìa xóm nhỏ, có những khóm tre già nghiêng ngả lưa thưa. Xa về phía tây, cây rừng mọc đầy bưng chấp. Theo hẹn, Nguyễn Bình mang theo một phụ tá, một liên lạc người địa phương cùng với Sáu Setien vào chùa. Bên ngoài, các chiến sĩ trong tiểu đội bảo vệ lấy từ bộ đội Hoàng Thọ triển khai bố trí ở các lùm tre. Vừa giới thiệu Nguyễn Bình với nhà sư trụ trì xong, Sáu Setien xin được phép đi đón bốn cán bộ của hai đơn vị ly khai vào báo cáo. Bốn cán bộ xuất hiện, Sáu Setien đi theo cửa sau chùa đi ra. Ngay lúc đó, một trong bốn người kia vốn là thuộc hạ của Setien bất ngờ rút súng chĩa vào Nguyễn Bình. Ông né mình và rút súng. Đạn nổ, cánh tay phải của ông bị trúng ở phần mềm, nhưng ngực tên kia đã bị dính liền hai viên đạn. Tên thứ hai cũng bị ông bắn gãy tay khi hắn xông vào ông. Nghe súng nổ, tiểu đội bảo vệ ập vào, nhưng hai tên còn lại đã chạy ra phía cửa tây của ngôi chùa, lủi xuống bưng trốn thoát. Cùng với việc giật dây các hoạt động nêu trên, cơ quan phòng nhì pháp còn tổ chức tiếp tế vũ khí, đạn dược, lương thực thực phẩm và các phương tiện nhu yếu phẩm khác cho Tổng hành dinh 7 Viễn. Vụ tổ chức tiếp nhận hàng trên chiếc tàu Thanh Vân trên sông Xoài Rạp là một điển hình. Bọn tình báo Pháp tổ chức tiếp tế cho 7 Viễn bằng cách cho 7 Viễn lấy lương thực thực phẩm trên tàu Thanh Vân do Pháp bảo vệ. Viễn sắp đặt kế hoạch thống nhất trong ngoài, tổ chức cho lực lượng của chi đội 9 thi hành một trận phục kích giả. Lại Văn Sang chỉ huy chi đội phục sẵn dọc sông Xoài Rạp chờ tàu địch đi qua, bèn phát lệnh xung phong. Tàu địch chưa bị đánh đã vội vã đầu hàng. Các tam bản của quân ta lao ra thu gọn toàn bộ số hàng hóa mà tàu Thanh Vân tải kéo. Liền sau đó, Tổng hành dinh khu bộ phó ra thông báo về chiến thắng vang dội trên đây, biểu dương thành tích của chi đội 9, đồng thời
trích một phần chiến lợi phẩm gửi biếu các chi đội thuộc liên khu. Chiếc tàu này được bố trí ngụy trang sơ sài để cho Pháp lấy lại. Mặc dù thao túng được Bộ Tham mưu Liên khu và Bảy Viễn, Pháp không thể chi phối được phần lớn các chi đội. Trong 7 chi đội thuộc Liên khu Bình Xuyên, qua Bảy Viễn, phòng nhì Pháp chỉ nắm được ban chỉ huy các chi đội 9, 21, 25. 4 chi đội 2, 3, 4, 7 nói riêng và đa số cán bộ chiến sĩ thuộc Liên khu Bình Xuyên nói chung vẫn một lòng tin vào cách mạng, vào chính phủ trung ương. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp trong tổng hành dinh Bảy Viễn, các chi đội 2, 3, 4, 7 kiên quyết hướng hoạt động của đơn vị vào lợi ích chung của kháng chiến. Các đồng chí trong chi đội ủy đã bàn bạc và thống nhất chọn lựa bố trí một số cán bộ chiến sĩ trong chi đội, vốn là con em các đảng viên, giả vờ đào ngũ, bỏ trốn đơn vị, xin sang nhập chi đội 9 của Bảy Viễn để nắm hoạt động của Bảy Viễn cùng chi đội 9. Trong các chi đội, các đảng viên bí mật xây dựng cơ sở đảng trong đơn vị mình, phát triển đảng viên mới. Một số chi đội không án binh bất động vẫn tiếp tục xây dựng và chiến đấu. Đặc biệt, bắt đầu từ cuối năm 1946, nhiều chi đội đã tách hẳn khỏi Liên khu Bình Xuyên của Bảy Viễn, kéo lực lượng đi chiến đấu. Toàn bộ tình hình trên đây làm cho bọn phòng nhì trong Bộ Tham mưu Liên khu lo ngại. Chúng tung tiền mua chuộc, lôi kéo, tổ chức bắt, ám sát cán bộ chính trị viên, tung tin kích động nhằm chia rẽ giữa Bảy Viễn với cán bộ chính trị, giữa cán bộ chính trị với cán bộ quân sự, giữa người miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Trong chi đội 9, Bảy Viễn tuyên bố rõ, không có chính trị viên, không có người miền Bắc, không học chính trị. Sau ngày thành lập Bộ Tham mưu Liên khu Bình Xuyên, một trong những trọng tâm hoạt động của phòng nhì là tìm mọi biện pháp nhằm vô hiệu hóa cán bộ chính trị viên, cấm các chi đội thuộc quyền học tập chính trị. Trong các chỉ thị gửi tới ban chỉ huy các chi đội, chúng xuyên tạc vị trí cán bộ chính trị viên, qua đó xuyên tạc đảng và chính phủ kháng chiến, chỉ thị cho ban chỉ huy các chi đội phải tích cực chống mọi ảnh hưởng của Cộng sản, cấm học tập tài liệu liên quan đến học thuyết Mác Lê. Trong tình hình giữa các chi đội đã có sự phân hóa, chỉ thị của Ban Tham mưu Liên khu Bình Xuyên không phát huy được hiệu lực ở các chi đội 2, 3, 4 và 7. Chi đội 7 ngay từ giữa năm 1946 biết được mưu đồ của Bảy Viễn và bọn Tài Sang đã dần thoát khỏi ảnh hưởng của Liên khu Bình Xuyên. Nguyễn Văn Mạnh và Mai Văn Vĩnh đưa chi đội rời chiến khu rừng xác về đứng chân trên khu vực đất liền tỉnh Bà Rịa. Năm sau, Bộ Tư lệnh khu 7 điều Phan Đình Công, tức Bảy Công, cán bộ thanh tra quân khu về làm chính trị viên chi đội. Cũng như chi đội 7, hai chi đội 2 và 3 ngay từ những ngày đầu và trong suốt quá trình chiến đấu xây dựng đã luôn luôn làm theo ước nguyện của Dương Văn Dương, một lòng đi theo kháng chiến. Một số phần tử tha hóa gục ngã trước cám dỗ của những viên đạn bọc đường là đơn biệt. Trong khi đường đi của ba chi đội 2, 3 và 7 về đại thể luôn luôn được định hướng, thì với chi đội 4 do Huỳnh Văn Chí làm chi đội trưởng là cả một quá trình chọn lựa và đấu tranh vật vã. Giữa Chí và Viễn vốn có tình bằng hữu kiểu đào viên kết nghĩa, từ độ cùng ngồi tù Côn Đảo kết bè vượt biển trở về. Trước hành động ngày càng sa đà vào con đường phản dân hại nước của Viễn, Huỳnh Văn Chí vẫn một lòng kiên trung cùng ban chỉ huy chi đội gồm Triệu chi đội phó, Tư Lạc chính trị viên, bí thư đảng bộ chi đội thống nhất bàn bạc giữ vững con đường đi theo kháng chiến của mình. Khi đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, Huỳnh Văn Chí lại sớm gia nhập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và được bầu vào Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Kế hoạch biến chiến khu rừng xác thành chiến khu ma án binh bất động, biến lực lượng Liên khu Bình Xuyên thành lực lượng tay sai từ trong đánh ra, bảo vệ vững chắc tuyến thông lộ chiến lược chạy ngang qua rừng xác
đã không thu được kết quả như địch mong đợi. Về mặt quân sự, cuộc tiến công đêm mùng 1 tháng 5 năm 1947 buộc địch phải nhìn lại toàn bộ tình hình liên quan tới chiến khu rừng xác của đối phương và mặt trận phía nam thành phố Sài Gòn. Trừ tuyến phòng ngự phía đông, phía tây rừng xác tương đối an toàn, các khu vực khác của chúng đều bị lực lượng của ta uy hiếp mạnh. Từ tháng 5 năm 1946, quân và dân Biên Hòa, Bà Rịa đã từng lúc cắt đứt quốc lộ 15, kiểm soát liên tỉnh lộ 19 dọc theo rìa phía bắc chiến khu rừng xác, đoạn từ xã Phước Thọ đến xóm Xoài Minh, xã Phước Lý, làm chuyển biến tình hình mặt trận ở phía bắc và suốt dọc phía đông chiến khu có lợi cho ta. Việc cơ động lực lượng phối hợp chiến trường, giao lưu kinh tế trong vùng rừng rồng phía bắc và đông thuộc Biên Hòa, Bà Rịa với lực lượng trong chiến khu rừng xác thuận lợi hơn. Về phía địch, vấn đề điều động lực lượng tiếp tế hậu cần cho lực lượng đang đóng chiếm Bà Rịa ô cấp giờ đây chỉ có thể thực hiện được thông qua tỉnh lộ 2 và con đường thủy từ hải cảng Sài Gòn đến bến Rạch Dừa. Trong khi đó, tàu thuyền địch trên tuyến giao thông huyết mạch từ Biển Đông vào hải cảng Sài Gòn luôn bị đe dọa tấn công. Bởi lẽ, hai triền bờ sông lòng tàu, cây cối tùm lại uốn lượn quanh co trong bạt ngàn chiến khu rừng xác mà phần lớn lực lượng đối phương đang chấn giữ. Vì thế, địch gấp rút củng cố, tăng cường hệ thống phòng ngự phía đông, đông nam huyện lỵ Nhà Bè, tăng cường số lượng tàu thuyền chiến đấu, đưa vào hoạt động loại tàu chiến đấu mới trên sông và ven biển. Loại LCT chở một trung đội trang bị tốc xạ pháo 20 ly, loại LCB chở hai trung đội, loại LCM chở một đại đội trang bị pháo 37 ly. Đẩy mạnh các cuộc hành quân chiến đấu trên các xuồng sông Thị Vải, Gò Già, Ngã Bảy, Rạch Dừa, tăng cường các hoạt động tuần tra, bảo vệ trên sông Ba Lòng, Nhà Bè, Xoài Rạp, đồng thời mở các cuộc hành quân lớn đánh vào chiến khu rừng xác, buộc ta phải tập trung lực lượng đối phó, không rảnh tay để phục kích địch trên sông. Phối hợp chặt chẽ với các hoạt động quân sự trên đây, bọn phòng nhì Pháp thông qua tay chân Bảy Viễn âm mưu lập đơn vị hỏa lực chuyên trách để gom thu toàn bộ súng lớn của Liên Chi đội 2 và 3. Nếu bước 1 thành công, sang bước 2, chúng sẽ sử dụng biệt kích đường thủy và biệt kích đường không cùng phối hợp đánh chiếm toàn bộ súng lớn của đơn vị hỏa lực. Kế hoạch đó không thành, các phái viên của khu bộ phó Lê Văn Viễn đi đến đâu cũng bị cán bộ các đơn vị thuộc Liên Chi đội 2, 3 và Bộ Chỉ huy Liên Chi đội viện lý lẽ khéo léo từ chối. Sau đó ít lâu, nhân danh khu bộ phó, Bảy Viễn triệu tập hội nghị các chi đội trưởng 7 chi đội thuộc Liên Khu Bình Xuyên để bàn bạc và quyết định thành lập một số đơn vị liên quân. Hội nghị đã nghe Bảy Viễn trình bày toàn bộ vấn đề và tiến hành thảo luận. Kết quả, hội nghị biểu quyết thống nhất lập Liên Quân A. Nhiệm vụ của liên quân này là chấn giữ Tây Nam chiến khu rừng xác thuộc ba xã Bình Khánh, An Thới Đông và Lý Nhơn, sẵn sàng vượt sông Xoài Rạp vào sâu vùng địch chiếm, tiến hành các hoạt động tập kích, phục kích, chặn đánh giao thông, bẻ gãy các cuộc hành quân càn quét lấn chiếm của chúng trên địa bàn Tây Nam rừng xác. Về lực lượng tham gia liên quân này, hội nghị quyết định mỗi chi đội góp một đại đội mạnh, được trang bị vũ khí đầy đủ và tốt, trong đó phải có một trung liên. Một ban chỉ huy chung được bầu ra, Trương Công Trứ, đại đội trưởng đại đội 2, chi đội 3, chỉ huy trưởng. Lưu Quý Thoái, chính trị viên đại đội trong chi đội 4, chính trị viên. Và Nguyễn Văn Hoe, đại đội phó đại đội 1, chi đội 3, chỉ huy phó. Bước triển khai thực hiện thành lập liên quân, chỉ có 5 chi đội điều động lực lượng tham gia là 2, 3, 9, 21, 25. Chi đội 4 bấy giờ hoạt động ở xa, chỉ gửi Lưu Quý Thoái tới. Chi đội 7 lúc đó còn ở Bà Rịa, lấy núi Thị Vải làm căn cứ. Tập kết xong lực lượng, 5 đại đội trong Liên Quân A dưới quyền điều khiển của Bộ Tham mưu Liên Khu Bình Xuyên
thực hiện án binh bất động, sống trong điều kiện rất khó khăn. 6 tháng mùa khô, nước uống trở thành vấn đề nan giải. Bộ đội phải đi một đoạn đường cách khu vực đóng quân 20 km mới mong có nước. Nhân dân vùng rạch Gốc Tre Bé, cách xóm Đồng Tròn, xã Lý Nhơn 2 km về Đông Bắc, và rạch Gốc Tre Lớn, cách xóm Cả Đại, xã Lý Nhơn 1 km phía Đông Bắc, đã góp nước giúp Liên Quân A trong những ngày cam go ấy. Thứ nước hòa trộn giữa nước mưa và nước mặn chát gạn trong ao hồ rồi để lắng. Ngày ngày chờ cho nước dòng, đáy của các con lạch nhỏ lộ phơi dưới ánh mặt trời, cán bộ chiến sĩ quần xà lòn đi dọc theo lòng rạch bắt tôm cá dồn ẩn trong các búng lõm. Suốt 8 tháng trời, 600 con người không sử dụng súng đạn, chỉ loay hoay cho nhu cầu tối thiểu cuộc sống thường ngày. Da rẻ mọi người bủng beo vàng vọt, sức khỏe ngày càng sút kém, đói khát, bệnh tật, rét mướt. Và những bù mắt, mũi, ba cánh tỉa rút dần sức khỏe của bộ đội. Trước thực tế khó khăn đó, khu bộ phó Lê Văn Viễn phải chấp nhận đề nghị giải thể Liên Quân A. Trong khi đó, tại các chi đội, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng, của các đảng viên, bộ đội vẫn tiếp tục hoạt động chiến đấu và công tác theo phần việc được giao phó. Khu bộ trưởng và các đồng chí trong khu ủy, bộ tư lệnh khu 7 tăng cường theo dõi, nắm tình hình ở chiến khu rừng xác nói chung, liên khu Bình Xuyên nói riêng, kịp thời đề ra những biện pháp nhằm hạn chế tối đa âm mưu thủ đoạn và hậu quả của bọn phòng nghi Pháp. Tuy vậy, công tác lãnh đạo chỉ huy của khu ủy, bộ tư lệnh khu đối với các đơn vị thuộc quyền gặp rất nhiều khó khăn. Phần vì sự phá hoại thâm độc của địch, phần vì thành phần nguồn gốc khác nhau và chất lượng không đồng đều của các đơn vị võ trang, chiến tuyến khó phân ranh, lực lượng ta địch đan cài. Giữa năm 1947, trong nội thành Sài Gòn, 6 ban công tác thành phát triển thành 10 ban, trở thành lực lượng nòng cốt trong tác chiến đánh địch ở nội đô. Ở vùng ven Sài Gòn, các lực lượng chiến đấu tập trung lại thành lập Trung đoàn Phạm Hồng Thái do Huỳnh Văn Vàng làm trung đoàn trưởng, gồm 3 tiểu đoàn Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự và Ký Con. Cùng thời gian này, Trung ương quyết định thành lập tiểu đoàn Nam Tiến mang tên Dương Văn Dương. Nòng cốt của tiểu đoàn là cán bộ chiến sĩ Bình Xuyên do Dương Văn Dương sinh thời cử đi học tại trường quân chính Trung ương đặt tại Quảng Ngãi. Kết thúc khóa học, toàn bộ số này được bổ sung quân số, vũ khí, biên chế thành tiểu đoàn Nam Tiến do Nguyễn Chí Sinh và Nguyễn Việt Hồng chỉ huy. Sau khi tập kết lực lượng ở Rồng Dinh, tiểu đoàn còn lại 400 người. Buổi ra nơi tập kết để lên đường đi Nam, quân số là 1.000 người. Tại đây, Bộ Tư lệnh Khu 7 quyết định hợp nhất lực lượng của tiểu đoàn với chi đội 13, lực lượng bộ đội hải ngoại và bộ đội Nha Trang vừa từ Thái Lan rút về, thành lập Trung đoàn 300 mang tên Dương Văn Dương. Trung đoàn khi mới thành lập chỉ mới có 2 tiểu đoàn là Lý Chính Thắng, Lê Hồng Phong. Trung đoàn trưởng là Đặng Văn Thìn, tức Mười Thìn, chính trị viên là Nguyễn Việt Hồng, Tự Huệ. Trung đoàn 300 được điều xuống địa bàn Tây Nam chiến khu rừng xác để hỗ trợ chi viện cho lực lượng trung thành với kháng chiến trong các chi đội thuộc liên khu Bình Xuyên, tiến hành các hoạt động đánh phá giao thông của địch và phát triển phong trào cách mạng địa phương ở các huyện phía đông nam thành phố Sài Gòn. Bấy giờ, tại đây, lực lượng bộ đội Cần Duộc do Trương Văn Bang và Lưu Quang Tuyến chỉ huy đang hoạt động mạnh theo phương thức kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và tác chiến. Sở chỉ huy của bộ đội Cần Duộc đặt tại xóm Tiều, cách căn cứ các chi đội 9, 21, 25 gần 2 km. Trung đoàn 300 và Trung đoàn Phạm Hồng Thái là 2 trung đoàn thành lập đầu tiên trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sự ra đời của 2 trung đoàn phản ánh sự trưởng thành của lực lượng võ trang ta nói chung. Đối với bọn phản động và gián điệp trong tổng hành dinh Bảy Viễn, sự xuất hiện một lực lượng mạnh như Trung đoàn 300 và sự kết hợp chặt chẽ
giữa nó với các chi đội trong liên khu với bộ đội Cần Duộc là một áp lực. Trong khi chú trọng lãnh đạo, chỉ huy các mặt chiến đấu và xây dựng các chi đội 2, 3, 4, 7, tăng cường sự hỗ trợ về lực lượng cho các chi đội đó, khu ủy và bộ tư lệnh khu 7 còn xúc tiến việc theo dõi, thu thập các tin báo từ nhiều nguồn về các hoạt động của bộ tham mưu 7 viễn. Hồ sơ về vấn đề liên khu Bình Xuyên, về bộ tham mưu liên khu và của cá nhân 7 viễn ngày càng dày thêm. Những nhận định của bộ tư lệnh về thủ đoạn mà địch đang tiến hành, đang lợi dụng cá nhân 7 viễn ngày càng được bổ túc thêm tư liệu. Trong khi đó, cuộc kháng chiến đang phát triển lên giai đoạn cao, đòi hỏi có lực lượng võ trang mạnh, thống nhất và xây dựng theo hướng chính quy. Ngày 27 tháng 3 năm 1948, khu ủy khu 7 triệu tập hội nghị mở rộng toàn khu. Hội nghị đã quyết định xây dựng các trung đoàn. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo về tình hình nội bộ Bình Xuyên và trường hợp 7 viễn. 7 viễn bị bọn phòng nhì Pháp mua chuộc và đã phản bội lại kháng chiến, cần phải có kế hoạch thanh trừng bọn phản động và gián điệp nằm trong nội bộ Bình Xuyên. Việc loại khỏi Bình Xuyên những phần tử phản động, gián điệp, củng cố lại nội bộ, xây dựng Bình Xuyên thành những đơn vị mạnh là nhiệm vụ cần được tập trung giải quyết khẩn cấp, nhưng phải đặc biệt thận trọng. Trong thời gian qua, các hoạt động của 7 viễn và đồng bọn gây cho ta nhiều thiệt hại, khó khăn, nhưng tất cả được bọn phòng nhì che giấu, gài ghép, bày đặt khá công phu. Trước mắt anh em chiến sĩ 7 chi đội, 7 viễn thoạt đầu là một người kháng chiến. Nhiều người cho rằng cho đến bây giờ, mặc dù có những hành vi sai trái khó hiểu, nhưng chất kháng chiến vẫn chưa nhòa nhạt hết trong con người này. Vả chăng 7 viễn vẫn đương kim khu bộ phó khu 7, có nghĩa có tình, có chung có thủy, vốn là cung cách cư xử của những người dân lao động, của cả anh em trong giới giang hồ. Giữa gian khổ và nguy nan, thế ứng xử đó càng rõ nét. Tuy nhiên, mọi điều tốt vẫn có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Bọn phòng nhì núp sau 7 viễn đã lôi kéo lường gạt được một số người, quá nể vào tâm tiếng một thời của bậc đàn anh trong giới giang hồ, quá nể vào tiền tài và hưởng lạc. Một số người đã vô tình trở thành tay sai cho giặc mà không nhìn rõ thực chất của vấn đề. Bởi vì 7 viễn là lưu ảnh của một thời xa, nhắc nhở một quãng đời trước kia của họ. Rũ áo với 7 viễn là đoạn tuyệt với quá khứ của chính mình. Tự phủ định bao giờ cũng xót xa, rớm máu. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.